Bà HTH sinh năm 1950, ngụ quận 3 thành phố Hồ Chí Minh có quen biết với Võ Thị Hà sinh năm 1978, ngụ thành phố Thủ Đức từ giữa năm 2018 và được Hà hứa giúp thực hiện thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà đất. Võ Thị Hà gửi các tài liệu giả rồi hối thúc bà H đưa tiền để thực hiện. Tin tưởng nên nhiều lần bà H đưa cho Hà tổng cộng hơn 88 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Hà đưa ra nhiều lý do giải thích công việc không tiến triển, không thực hiện được đúng thỏa thuận. Bà Hát yêu cầu trả lại tiền, nhưng Hà không trả mà tìm cách né tránh, nên bà Hát làm đơn tố cáo đến cơ quan công an. Ngày 13 tháng 11, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt giam Võ Thị Hà về tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tổ công tác Công an huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu vừa bắt quả tang Thàng Hanu, 39 tuổi, dân tộc La Hủ, trú tại xã Nậm Khao, đang bán hai tép heroin cho hai bệnh nhân đang điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Mường Tè. Kiểm tra túi vải đối tượng đeo trên người, tổ công tác phát hiện thu giữ thêm được 124 tép heroin. Tại cơ quan điều tra, Nu khai nhận bản thân nghiện ma túy nhiều năm nay cuối tháng 10, khi đi khám bệnh tại trung tâm y tế huyện, nắm được có nhiều bệnh nhân cũng như người nhà bệnh nhân nghiện ma túy nên nu mua heroin về chia nhỏ thành từng tép và mang đến đây bán kiếm lời. Ngày thứ năm khi đang giao dịch, nu bị lực lượng công an bắt giữ. Từ tin báo của quần chúng nhân dân, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh An Giang và Công an thành phố Long Xuyên phát hiện tại một căn nhà ở phường Mỹ Phước, thành phố Long Xuyên có ba đối tượng tuổi từ 16 đến 20 đang sử dụng ma túy. Khám xét bên trong căn nhà, lực lượng chức năng thu giữ tăng vật là nhiều bọc ni lông bên trong có chứa các viên nén màu hồng, các tinh thể màu trắng là ma túy dạng ketamin và ma túy tổng hợp. Qua làm việc, Dương Phú Quý, 20 tuổi, chú phường Mỹ Thới, thành phố Long Xuyên, khai cất giữ số ma túy trên để bán cho người nghiện và cho mình sử dụng.